Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 94, ngày 7, rao truyền phúc âm. Kinh Thánh Mác đoạn 1 câu 35 đến câu 38. Câu ghi nhớ Mác đoạn 1 câu 38 phần B. Để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Mác đoạn 1 câu 35 đến 38. Kinh Thánh Tân Ước trang số 35. Mác đoạn 1 câu 35 đến 38. Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài, khi kiếm được thì thưa rằng: hết thảy đương tìm Thầy. Ngài phán: chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đến. Ngài trải khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu 38 phần B: để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là, đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Trong phần tìm hiểu, em viết D, đúng, S, sai vào các câu sau nhé. Sáng sớm, Chúa cầu nguyện tại nơi đông người để làm gương. Sai hay đúng các em? Sáng sớm là Chúa cầu nguyện là đúng rồi, nhưng mà Chúa vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Như vậy câu này là câu sai. Môn đồ tìm Chúa vì muốn Ngài tiếp tục chữa bệnh và đuổi quỷ. Đúng không? À, đúng rồi. Tại vì trước đó Chúa đã chữa bệnh và đuổi quỷ, và bây giờ môn đồ muốn tìm Chúa để Chúa tiếp tục chữa bệnh và đuổi quỷ. Chúa đi nhiều nơi để rao giảng phúc âm. Đúng luôn. Rao giảng về nước trời là mục đích Chúa đến trần gian. Đúng luôn. Chúa Giêsu đến trần gian để rao truyền phúc âm và thực thi chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời giao phó. Đây là hình ảnh Chúa Giêsu giảng đạo. Chúa Giêsu rao giảng tin lành cho những người nghe và tin Chúa. Thực hành noi gương Chúa, em cần nói với bạn để bạn biết Chúa như em. Điều em muốn nói là gì? Là Chúa Giêsu yêu thương chịu chết và sống lại rồi, hãy tin Chúa để được sự sống đời đời. Rồi mình ghi tên ra hai bạn mà mình sẽ cầu nguyện và nói về Chúa cho hai bạn của mình. Mình ghi tên của hai người bạn của mình ra ở đây để mình cầu nguyện và mình nói về Chúa cho hai bạn đó. Trong phần gợi ý cầu nguyện, Chúa đến trần gian để rao giảng phúc âm. Con cảm ơn Chúa vì con được Chúa cứu, xin giúp con mạnh dạn nói
về Chúa cho bạn của con. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nha. Con cảm ơn Chúa vì con được Chúa cứu. Xin giúp con mạnh dạn nói về Chúa cho bạn của con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.